Sáng ngày 9 tháng 10, Trung tâm Chính trị thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đợt 4 năm 2023, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự và phát biểu khai giảng lớp học. Cùng dự có đồng chí Võ Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt này có trên 130 học viên ưu tú ở các chi bộ đảng bộ 16 phường xã trực thuộc Thành ủy. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu một số chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn học tập, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học, chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp. Trên cơ sở các nội dung đã được truyền đạt tại lớp học, mỗi học viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt này sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 10 năm 2023.